Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 ha. Hiện tại thì mình đang bên ngôi làng để coi những cái bé dân làng học hành tới đâu rồi. Oh no, mình quên mất. Hôm bữa mình dạy cái bác này ở ngoài này xong quên dẫn vô trong nhà rồi. Ôi, tranh thủ vô nhà đi, ngoài này ban đêm ban hôm người zombie nó mần thịt đó. Mình không có chịu trách nhiệm đâu ấy. Rồi cái bác này là hình như... Ủa? Bảo vệ? Ủa mình nhớ mình đâu có dạy bác này đâu ta. Ê! Ôi mất tiêu rồi. Mất tiêu cái bột rồi. Trả tôi cái bột. À đây cái bột nè. Nè học lại đi. Trời ơi, qua nhà người ta nữa. Nhà mình thì không ở, qua nhà người ta ở. Trời luôn, qua đây học nghề mới luôn rồi. Thôi học nghề cũ đi. Nghề cũ đi. Bây giờ mình sẽ gán kiếm cái quyển sách nào đó lạ mà mình... Ủa, cái dòng này hình như chưa có nè. Cái dòng đào nhanh như nước, hiện tại cái nón mình chưa có. Được á nhờ. Có cái dòng đó lợi lắm, nhiều khi mình lọt xuống nước á, mình đào nó vẫn nhanh bình thường á. Hợp lý. Thôi, nay về nhà lấy Ngọc Lục Bảo qua mua cái cuốn sách đó luôn ha. Ép cho cái nón của mình nó xịn nhất có thể luôn. Hiện tại thì coi. Cái ủng của mình nó vẫn còn thiếu nè. Cái ủng của mình nó còn thiếu cái dòng sải bước dưới nước. Có nên tìm luôn cái dòng sải bước dưới nước trong ngày hôm nay luôn không ta? Để cho cái set giáp của mình nó xịn nhất có thể. Đứng lại, đi đâu? Đi đâu mà vội mà vàng. Đứng lại nào. Rồi, giờ thì nâng cấp thôi. Một cái nón đào nhanh dưới nước ha. Xong phim. Quá là dữ luôn. Ok, giờ thì còn cái dòng sải bước dưới nước thì chắc từ từ mình sẽ tìm sao ha. Rồi, và công việc trong ngày hôm nay thì nó đặc biệt hơn một xíu. Mọi bữa thì mình làm những cái thành tựu á thì nó đều có ghi sẵn ở trong này đúng không? Nhưng mà hôm nay có một cái thành tựu liên quan tới cây nỏ mà nó không có ở trong đây nè. Nó kiểu như là một cái thành tựu mà bị ẩn đi rồi. Thành thử ra bây giờ thì mình cần phải cố gắng thực hiện để cho nó hiện lên ha. Và cái thành tựu này thì bắt buộc mình phải chế tạo ra những cái bích tông dính thì mới được. Mình sẽ lấy bóng chất nhờn. Đây mình còn có một ít bóng chất nhờn nè. Rồi mình lấy một ít cái bích tông nữa. Mình sẽ cần bích tông ấy. Để mình qua căn cứ của mình, qua cái biệt thự của mình để mình lấy bích tông. Lần trước mình chế tạo còn dư quá trời nè, nên mình đã bỏ vô kho rồi. Bích tông. Đây. Mình sẽ... ở đây còn dư 3 cái bích tông dính nè. Lấy luôn. Mình cần nhiều lắm á. Mình có 11 bóng chất nhờn, mình làm 11 cái luôn đi. Đủ không ta? Mình cần giữ 5 con. Ô, vậy là mình cần tới 20 cái bóng chất nhờn lận. Tức là 20 cái bích tông dính. Oh no. Vậy là mình còn thiếu rồi. Mình còn thiếu tới 6 cái bóng chất nhờn nữa lận. Oh my god luôn. Hiểu luôn nè. Vậy là bây giờ chúng ta phải đợi cho trời tối nè. Rồi đi qua cái vùng đầm lầy. Trời gần tối chưa? Trời gần tối luôn rồi kìa. Đúng lúc ghê luôn á ta. Rồi giờ thì cùng mình đi tới cái vùng đầm lầy để săn bóng chất nhờn trong ngày hôm nay nha. Hy vọng hôm nay là đêm trăng tròn đi. Tại vì trăng tròn á thì bóng chất nhờn, ủa mấy con slam á, nó mới xuất hiện nhiều được. Rồi luôn, cái trăng hôm nay mờ căm vậy. Trăng hôm nay mờ lắm. Không, hèn gì nãy giờ mình nhìn muốn không thấy luôn. Trăng mờ như vậy thì khó lòng mà slam xuất hiện đây. Ây chà chà, căng rồi. Đi săn slam mà toàn gặp thây ma không mà. Trời ơi, có phép thuật hô biến không? Mình hô biến 4 con thây ma này thành 4 con slam coi. Phép thuật win. Tiêu diệt nó. Ê, con này. Đi ra chỗ khác. Nhường săn cho slam xuất hiện đi. Ê, What? Các bạn coi này. Sao giữa nguyên cái vùng đầm lầy lại có một cái cánh rừng vậy? What the hell?
Nè. Ô, cái này lạ nha, lần đầu mình thấy vậy á. Công nhận cái chỗ mình nó lạ lắm thiệt. Khó hiểu ghê. Rồi, tiếp tục sang sang slam coi. Nào, xuất hiện thử đi nào. A few moments later. Đây rồi, đây rồi. Trời đất ơi, cuối cùng. Oh, no, 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 no. Bọc khuôn giáp vô. Có vẻ không ổn rồi. Xung quanh đây khá là nhiều quái khác ha. Nó cứ cà khịa như vậy thì mình không có tiêu diệt Slam được đâu. Né ra đi. Trời đất ơi. Muốn muốn giết được Slam phải bước qua xác của mấy con này trước rồi đó. Nữa nè. Ao nó, ao nó, ao nó. Láo tét. Khùng của thầy Lộc nè. Né ra chỗ khác. Mấy con zombie nhóc ác này. Rồi. hãy đến với nhau đêm nay, mấy cưng. Đến đây đi mấy cưng. Chuẩn bị có bốn chiếc nhờn nha. Chúng ta có kiếm nhặt á. Bốn trái rồi nè. Năm trái bóng chất nhờn. Chín trái. Trời ơi. Dư luôn rồi. Quá là đã luôn. Đây rồi. Mà chỉ có một con à. Ít quá. Ê. Ôi cái gì ơi. Ui no 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 no. Cháy rừng, cháy rừng. Rồi. Cái quần đùi gì vậy? Ủa sao? Sao đây lại có đám cháy vậy? Đừng nói là có cái hồ nhung nham nha. Rồi, chuẩn luôn. Cháy rừng rồi. Phải dập thôi. Dập lửa chữa cháy, chữa cháy, chữa cháy. Miệng đất ơi. Bữa nay hết làm thầy Lộc rồi, làm lính cứu hỏa luôn rồi. Chữa cháy, chữa cháy. Mấy cái hồ nhung nham này thấy vậy chứ nguy hiểm lắm. Rồi cái này hết cứu nổi rồi, cái này dập được nè. Mấy cái nào dập được thì mình sẽ gắng dập ha, không cho nó lan ra quá rộng đâu. Rồi cho nó cháy nốt cái cây này đi. Thiệt tình luôn á. Có điềm rồi đó. Rồi xong phim rồi đó. Cứu được cái đám cháy này cũng ok rồi. Không để nó lan qua mấy cái chỗ khác á, mất công lắm. Hôm bữa đi đi đào kim cương mình nhặt được quá trời thẻ tên luôn. Đâu ta thẻ tên đây đây mình có tới 10 cái lận. Chiếc này dư sức rồi. 10 cái. Ủa cái đe. Cái đe giục bên lạng rồi. Trời đất ơi. Chỉ phải bay qua cái nhà cùng hóa để mình dùng cái đe thôi. Có cái đe à, đem qua lạng luôn rồi. Bó tay thiệt chứ. Đây. Đặt tên bất kỳ thôi, chấm 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 cũng được. Đó, 5 cái thẻ tên là 5 5 con quái vật khác nhau ha. Rồi. Ok. Bây giờ ban ngày luôn rồi. Người sao tìm được quá giờ. Trời ơi. Tiếc vậy. Thôi thì bây giờ mình không tìm được quái vật thì mình sẽ làm bẫy đi ha. Đợi tới lúc trời tối rồi chúng ta đi đi bẫy quái vật cũng được. Chỗ này không được, chỗ này không được. Chỗ này gồ ghề quá. Hay là chỗ này luôn ta, tận dụng chỗ lần trước ta. Được ấy nhờ. Mình thấy chỗ này cũng hợp lý phết đấy chứ. Giờ thì mình chỉ cần dọn một xíu chỗ này nữa là được nè. Ok, đập cục này ra. Là siêu phẳng luôn. Giờ thì mình sẽ chuẩn bị thêm cái xẻng thần thánh nữa để đào đất cho nó dễ. Rồi, bắt tay vào làm cái bẫy thôi. Cái bẫy này thì nó sẽ bao gồm một cái bộ redstone ở phía dưới ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đặt một cái block ở phía trên bất kỳ thôi. Và cái tấm áp lực. Cái tiếp đến là mấy cái chỗ bích tông ha. Mình cần có 4 bích tông ở xung quanh. Đây, 1, 2, 3, 4. Rồi, vậy là xong rồi đó. Cái bẫy khá là đơn giản luôn. Ví dụ nha, mình là con quái khi mà đi vô thì nó sẽ tự động kích hoạt lên ha. Ô nhưng mà bây giờ chưa có lock chặn ở phía trên đó, nên nó chưa có cụ thể lắm. Và giờ ví dụ mình là con zombie không biết gì đi, mình đang đi đi theo cái mục tiêu nè. Đó, vậy là dính bẫy liền. Cái bẫy siêu đơn giản luôn á. Rồi, và mình sẽ làm tầm 5 cái ha. Mình có 20 cái bích tông dính nên mình sẽ làm được 5 cái bẫy như vậy á. Vừa đủ để thực hiện cái thành tựu luôn. Cái cuối cùng.
chuẩn bị dẫn quái vô thôi. Mà không biết giờ trời tối chưa ta? Trời ơi, giờ mới giữa trưa à, còn lâu lắm. Chút về ấm rửa, ngồi đợi gáo nước là vừa đó. Để trời tối ha, rồi chúng ta sẽ đi dụ quái vật vô đây. Ơ nhưng mà cái này thì Khoan. Ủa sao cái này, à cái này nó bị lỗi. Rồi đó, xong. Vào thứ tự dụ thì sẽ lần lượt là Ripper trước nè. Ripper xong rồi tới Zombie ha. Rồi tới Zombie dân làng, cái này hơi khó nè. Rồi tới một em cù đi. Và cuối cùng ở chỗ xa nhất chắc là một người tuyết ha. Đó là trình tự để chúng ta dễ dàng để làm thành tựu nhất á. Nhưng coi ở đây. Ê đây có cù sẵn luôn nè. Ý được cái ta. Lại đây bé cưng, lại đây bé cưng. Vô đây. Em gù này ngây thơ quá à. Nhưng mà thôi kệ đi. Rồi ăn chổng nha, đừng có đi lung tung nha. Rồi giờ chỗ này thì mình ừ biết gì nãy mình khỏi làm chỗ này cũng được nha. Tại vì người tuyết thì cũng đâu có đi chỗ khác đâu. Cũng đúng ha. Cắt cái mặt. Đó, giờ thì người tuyết đang nằm gọn ở phía bên trong rồi ha. Mình sẽ che ở phía trên đầu để nhỡ mưa thì người tuyết sẽ không có bị ướt rồi mất máu ha. Rồi vậy là chúng ta đã có được 2/5 vật để chúng ta làm cái thành tựu rồi. Giờ thì đợi một xíu nữa trời tối mình sẽ dẫn tiếp những cái đối tượng trong cái thí nghiệm ngày hôm nay ha. Cuối cùng thời khắc này cũng đến rồi. Đi săn quái vật thôi. Bây giờ tới chương mục. À không phải săn nữa mà là vụ. Bữa nay là mình vụ quái vật ha, chứ không có săn nữa. Đây rồi, đây rồi. Ủa con xương hả? Thôi. Có zombie luôn nè. Zombie trước đi, zombie dễ bắt, dễ vụ nè. Ui, đừng, người tuyết, bình tĩnh. Đừng có cà khịa người ta. Trời đất ơi. Thôi, đừng. Bình tĩnh. Zombie, bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Bình tĩnh đi zombie. Thôi, ăn quán giang hồ để hai thanh niên đối xử đi ha. Mệt mỏi thiệt có chứ. Đây vụ thanh niên khác. Đây zombie là đây. Con Sương né ra nha, bữa nay không có chơi với Sương nha. Rồi luôn rồi. Con Sương láo tét, đi ra chỗ khác. Thôi, vụ con này đi. Mệt với con đó ghê á. Người ta đang vụ đối tượng vô vị trí à. Rồi lại đây. Đó, đối tượng thứ hai đã dính rồi á. Không cần đối tượng này nữa. Có thể tiêu diệt hả? Ôi! Còn đúng cái nịt thôi. Ôi no. Trời ơi, con Sương khốn kiếp. Nó bắn headshot người tuyết rồi. Đúng là nghiệp quật mà. Ai biểu người tuyết cả kìa, mấy con khác làm chi. Rồi, có nên đặt tên không ta? Thôi đặt tên đi cho chắc. Tại vì bây giờ mình cần phải tìm zombie dân làng nữa. Zombie dân làng thì hên xui lắm. Mình mà tìm lâu quá chắc một hồi mình lủi vô cái chỗ đẻ dân làng á. Mình mượn một bác ra đây làm thí nghiệm quá. Really nigga. Mà hồi vậy thì ác độc á. Không được. Nghiệp quật hết đấy. Né ra Ripper ơi. Ripper bây giờ chưa phải là khách mời đâu. Né ra đi. Để mình hộ tống zombie dân làng lên kia trước ha. Ok, cái thanh niên này. Trời đất ơi. Con Sương nữa. Ok, không mượn. Rồi luôn, ngồi đây luôn rồi hả? Gì kỳ vậy? Không theo cái thứ tự rồi, mình phải cho mấy cái bác này vô đúng thứ tự mới được. Qua đây, bác đó phải qua đây nè. Vô. Ý, ok. Rồi, chuẩn bài, cho nhẹ cái tên vô. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ cần dẫn nốt cái con Ripper vô trong là thành công rồi ha. Là xong cái chỗ để chúng ta làm cái thành tựu rồi. Ui dạ. Nhưng mà muốn dẫn Ripper vô trong đó thì hơi khó nha. Dẫn Ripper là hơi bị căng luôn á. Mình mà bất cẩn một xíu thôi là nó nổ chết hết luôn ấy, không dẫn đâu. Đây có Ripper luôn nè.
Đây là cái con mà áp lực nhất luôn á. Chậm một giây là banh xét hết luôn á. Cả mình và mấy thanh niên này nè. Lại đây, lại đây. Chậm mà chắc. Rồi. Cho cái tên luôn nè. Đặt tên xong chạy nha. Hy vọng đây không phải là lần cuối mình dùng thế tên. Ui, 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 ui. Đặt cái tên thôi mà làm gì căng vậy. Rồi, rồi, rồi. Giờ thì chuẩn bị nha. Tạo ra thêm một thanh niên người tiết khác rồi đã. Mệt mỏi ghê á. Không biết người tiết có cái mối thù gì với những con quái khác nữa mà cứ chọi hoài à. Nhìn tội nghiệp ghê á. Bây giờ sẽ là bước quan trọng nhất trong suốt cái quá trình từ nãy tới giờ ha. Là mình sẽ sử dụng một cây nỏ có cái dòng xuyên thủng cấp độ 4. Và sau đó tiêu diệt hết tất cả những cái con mà mình đã cho sẵn vô vị trí rồi ha. Hiện tại thì zombie thì đã rất yếu máu rồi nè. Nhưng mà zombie dân làng thì chưa. Nên mình sẽ phóng zombie dân làng cỡ 2 cái đinh ba ha. Rồi, Reaper thì cũng 2 cái luôn. Ồ. Rồi. Vô vị trí. Chuẩn bị nha. Hồi hộp á. Ôi, cụ còn chưa yếu nè. Cụ mình cũng phải quýnh 2 cái đi cho nó yếu máu xíu. Rồi, và khai quả nha. Liệu rằng mình có bắn trúng hay không đây? Hy vọng là xuyên qua hết. Bắn thôi. Quyết. Để tăng cái xác suất thành công cho cái việc bắn mũi tên xuyên qua 5 con một lượt á, thì mình phải tập bắn rất là nhiều lần luôn á. Nhưng mà lần nào thì bắn nó cũng còn sót lại một con đó. Con zombie này nó còn trâu lắm nè. Mình sẽ đánh cho con zombie này yếu một xíu á. Cái nữa đi. Cho chắc. Căng đây. Liệu rằng lần này thì mình có làm được hay không đây. Hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua cái thử thách khó nhằn này ha. Rồi mình sẽ đứng sát vô luôn. Bắn một phát một. Quyết đoán nè. Yes. Lần này thì được rồi. Cuối cùng mình cũng đã làm xong được một cái thành tựu ẩn đầu tiên ha. Thành tựu này được gọi là tay nỏ cừ khói. Quá là dữ luôn. Úi giời ơi. Nè nè, nó nằm đây nè. Giết 5 sinh vật riêng biệt với một cú bắn từ cây nỏ ha. Rất là khó đó. Nói chung để làm được cái thành tựu này là cả một quá trình luôn ấy. Rồi nhưng mà dù sao thì cũng xong phim rồi ha. Tuy nó hơi lâu một xíu thôi, nhưng mà kết quả cho được thì khá là xứng đáng luôn. Rồi giờ thì về nhà để chuẩn bị cho công việc tiếp theo nào. Ở lần trước thì mình có dùng bom để mình tìm netherite á. Nhưng mà lần đó thì mình làm không có được nhiều bom á, nên tìm không có nhiều netherite được. Hôm nay thì chúng ta sẽ đầu tư lớn hơn một xíu ha. Đó chính là làm thiệt 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 là nhiều bom luôn. Để coi coi lần này thì nó có nhiều hơn lần trước hay không nha. Lần trước 2 stack mà tìm được cỡ 10 vụn hay sao á. Tổng cái chuyến đi đó là mình tìm được cỡ 10 vụn á. Nên lần này thì mình sẽ rút kinh nghiệm ha. Mình dồn hết số thuốc súng mà mình có luôn. Đầu tư hẳn. Có đầu tư thì mới có netherite mang về được. Rồi. Ui, sao mình nghe tiếng. Ê. Sao mình nghe tiếng bác. Cái bác dân làng thương nhân đâu đây vậy? What the hell. Ôi da, đầy có đồ mất rồi. Ui, đừng nói spawn ở bên trong cái chỗ farm. Ờ, hết hồn. Mình lo cho tính mạng các bác này thôi. Spawn đơn trọng là có quái là nên xử bác luôn á. Không có giỡn đâu. Một stack đầu tiên. Hai stack. Rồi rồi, căng cực nha. Ba stack nè. Bốn stack bom. Năm. Ôi chưa được năm stack. Ảo gì lão. Ủa hết cát. Hết cát hàng gì không chế tạo tiếp được. Rồi vậy là phải đi đào cát thêm rồi. Mình gần hết cát mất rồi. Nó tốn cát quá à. Tốn thiệt sự luôn á. Đây. 5 stack bom rồi đó. 5 stack và 34 trái ha. U là trời. Đây là lần đầu tiên mình chế nhiều bom đến như vậy luôn á. Trong đây còn dư thuốc súng nữa nè. Vậy là bây giờ mình chỉ thiếu cát thôi chứ mình không có thiếu thuốc súng á. Ok. Lần này thì... Ui, hay là đi đào thêm cát ta. Lỡ làm mà làm nhiều hẳn luôn đi.
Ừ được, để mình lấy cái sẻng thần thánh của mình ra. Mình đi bới cát tiếp. Đợi mình xíu. Mình qua cái bãi biển mình đào cát tiếp á. Riết cái bãi biển chắc không còn cục cát với mình luôn á. Ôi chắc bây giờ đi về được rồi đó. Đào từ sáng tới tối chắc cũng được rồi. Ui, đây có đồ hả? Lượm nốt mấy cục này đi, rồi chúng ta sẽ đi về á. Cất vô. Cũng tương đối nhiều đấy chứ. Mình nghĩ vô đây chắc là sẽ đủ để mình làm thêm tầm 3 đến 4 stack TNT nữa ha. Ui, trời tối hả? Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ, ngủ ké, ngủ ké. Tranh thủ cơ hội ngủ ké. Rồi, chế tạo TNT lần cuối nào. Vô. Làm nốt số TNT cuối cùng nữa ha. Tại còn dư quá trời thuốc súng cơ. Để coi coi làm được bao nhiêu stack nữa đây. 1 stack nè, 2 stack nè, 3 stack nè, 4 stack nè, 5 stack nè. Còn thở là còn chế TNT ha. 6 stack. Đừng. Đặt vô đây là bánh nhà đó. Ủa sao lần lưỡng vậy ta? 6 stack gửi đi, cho là 6 stack gửi đi. Còn thuốc súng không? Đây. Mẹ TNT cuối cùng. Rồi. Gom gom thì chúng ta sẽ được bao nhiêu stack đây? 4 8 9 10 11 12 12 stack mấy, gần 13 stack TNT ha. Bữa nay là cái bữa mình chơi lớn nhất luôn á. Hy vọng với 13 stack TNT này chúng ta sẽ thu gom thiệt là nhiều vụn netherite mang về ha. Có bơm mới thì đương nhiên chúng ta phải có một cái hộp quẹt mới để lấy hên ha. Nên bây giờ mình vô nhà mình lượm cái hộp quẹt mới đi. Rồi hả, phi qua bên địa ngục tìm netherite tiếp. Hộp quẹt mới đó, xài đồ mới liền cho nó hên. Đây, cất mấy cái đồ không cần dùng tới nữa vô trong. Rồi, let's go, let's go. Mục tiêu của mình hôm nay là kiếm nhiều hơn số netherite mà lần trước mình tìm ha. Lần trước 2 stack mà tìm được có 10 thôi. Lần này tới 10, 12 stack đó. Nó gấp 6 lần trước đó. Hy vọng là nhiều nha. Nhân phẩm mới dồn vô những trái bom này đi. Chắc mình sẽ bay lại chỗ mà lần trước mình tìm ha. Tại chỗ đó mình thấy nó còn khá là may mắn á. Mà không hiểu sao mỗi lần xuống là mình lại tìm cái chỗ cũ lại không ra nha. Ui, chút xíu nữa là đi bụi rồi. Ghê hả? Ôi, nó nữa. Oh, no. Ui, không. Nguy hiểm vậy. Ây da. Mình chỉ muốn tìm một cái chỗ thích hợp để mình đào xuống thôi mà. Có cần phải căng thẳng gì không? Thôi không ổn rồi, chắc mình phải tìm một chỗ khác. Nó hợp lý hơn thôi, chỗ này hồ nhung nham không à. Đào xuống là chết luôn á. Thử với chỗ này ha. Hy vọng là sẽ không có nhung nham ở dưới. Rồi có vẻ vẫn ổn. Mọi thứ đều ổn. Và mình sẽ xuống tầng bao nhiêu nhờ? 15 hay 13 ta? 15, ok. Mình sẽ tìm ở tầng 15 đi. Rồi, mình sẽ đào một cái đường dài trước để mình rải bơm ha. Giống như lần trước vậy đó. Để coi coi bữa nay có hên hơn hay không. Một stack đầu tiên nha. Để coi coi kết quả sẽ thu được là bao nhiêu netherite đây. Nó bắt đầu nổ rồi. Nổ dữ quá. Kia. Lụm liền, chưa gì đã có rồi. Nổ đi. Có thêm không? Wow, 3 netherite luôn. Ở trên đầu còn một nữa kìa. Ủa cái đường này hơn nè. Stack thứ hai để coi. Nó có may mắn hơn stack đầu tiên hay không nhá. Nổ đi. Rồi nó bích đường đi mình luôn rồi. À, mới vô là gặp luôn rồi nha. Không. 3 lần. Ở trong góc này còn cái nữa nè. Wow, công nhận nó nổ to cũng có lợi kìa ha. Phát hiện được mấy cái ở hướng khác nữa. Trước mặt mình lại có thêm 3 mảnh vỡ cổ đại nữa kìa. Đã chưa. Công nhận có nhiều bơm đi tìm netherite cũng đã thiệt á. Đây có 3 nữa. Tổng cộng là cái đường này có tới 6.
À, mảnh vỡ của đại á. Gì đây? Gì đây? Ui. Ôi không. Trời ơi, mình đang rồi luôn, bên kia chắc là nhung nham nó bắn tia lửa lên rồi nó kích hoạt bơm hay sao rồi. Mình đang gãy bơm bên đây thì kế bên nó tự nổ rồi kìa. Cây trời. Mình định đặt hết tất cả các đường rồi mới kích hoạt chung một lượt á. Bể kế hoạch rồi. Thiệt cái tình luôn. Thôi kệ đi. Giờ đi thăm trước rồi đó. Mèn đứt ơi. À thì ra là nhung nham nó xì lên. Trời đất ơi. Báo không à. Thiệt cái tình luôn. Rồi giờ sao lận đẳng đây. Ông qua bên đó bằng cách thông thường được rồi. Một xíu mình nổ bên đây rồi mình đi kéo qua bên kia sao ha. Thiệt tình luôn á. Phiền phức thiệt chứ. Còn quá trời bơm nè. Mà chưa gãy tới đâu hết. Kia rồi. Một vùng netherite tiếp. Đây là cái đường hồi nãy mà nó tự nổ nè. Ui. Chơi. Nhiều đi. Ai cha cha. Được 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 được. Có lý có lý. Ta còn có thêm hai cái nữa cơ. Đã nha, đã nha. À không, chính xác hơn là ba ha. Ba cái luôn. Nè, hồi nãy mình bị dướng cái chỗ nhung nham này nè, mình đâu có đi qua được đâu. Bốn stack bơm thì mình tìm được 23 quặng mảnh vỡ của đại rồi. Nhiều thật sự ấy chứ. Được ăn cả, ngã là đi về nè. Tiếp tục á. Trời ơi, nhiều bơm mà sao vậy? Dân chơi là nào sợ mưa rơi. Cho nó nổ dài dài lại đằng kia đi. Oh my god. Thì ra phía trên này là nguyên cái hồ nhung nham. Bảo sao ở dưới nữa. Nhung nham tại le hột mét. Giờ phải đi lên trên rồi đi vòng xuống ngược rồi á. Hết cách rồi. Còn cách này thôi á. Rồi đi mò mò xuống dưới. Chậm chậm nha, nhiều khi dưới cũng nhung nham. Ê. Thấy rồi nghe. Ấy chà chà. Một, hai chỗ. Ngon. Quá trời nhung nham luôn rồi. Ý. Nó chưa nổ tới nữa kìa. Ồ, mình đặt sát nhau vậy mà còn nổ không tới hả ta. Cái đường nó còn dài lắm. Không thấy điểm dừng luôn mà. Ồ, rồi giờ thì né bơm đây. Tiếp tục, tiếp tục. Rồi, hết luôn rồi. Mình đã dùng hết số bơm còn lại của mình vô cái đường này đó. Hy vọng là nó sẽ cho mình kết quả như mong muốn nha. Cố lên, một stack quặng netherite. Kìa kìa, mới vô là có liền. Ấy cha cha, được 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 được. Rồi luôn, có một thôi. Sukana vậy. Đằng kia có nữa kìa, đằng kia có nữa kìa. Còn thở là còn cơ hội. Rồi hết đường rồi. Trời ơi. Vậy là không được một stack rồi. Chỉ mới có 59 à. Hay. Như vậy thì mọi nỗ lực của mình thì chỉ đạt được ở 59 à. Vẫn chưa đủ một stack ha. Trời đất ơi. Gán lắm luôn rồi đó mà không nổi. Nhân phẩm mình tới đó à. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu gom lại. Rồi chúng ta sẽ chế tạo ra những cái phôi netherite ha. Được bao nhiêu? 14 phôi. Ồ, đặt bơm muốn mòn cả tay luôn. Được có 14 phôi à. 15 phôi rồi. Còn gì không? 16 phôi. 16 phôi. Cố lên còn không? Đầu hết rồi, còn có một mụn mà. Trời đất ơi, tưởng đâu bữa nay làm được
mấy khối netherite ai về gom gom. Gom gom từ nãy tới giờ. Mình chỉ làm được có một khối thôi. Trời đất ơi. Gần 3 tiếng đồng hồ ngồi đặt bơm của cuộc. Không biết cái này nên vui hay buồn nữa. Nhưng mà đây là khối netherite đầu tiên mà mình sở hữu ha. Nói chung thì rất là quý luôn. Đây, ngựa xương vô đây giữ khối netherite nha. Ăn trộm mà nó vô á là hút nó liền. Hút như mà dê hút vô mấy cái giá chơi đồ vậy đó. Nha. Rồi đó, mình âm mưu bữa nay là sẽ làm được 9 cái khối rồi sau đó đặt thành một cái đèn hiệu ha. Nhưng mà không, được con khối à. Còn 8 khối kia thì đâu mình không biết. Nói chung thì bữa nay mình thấy cái cách dùng bơm này cũng hiệu quả đó. Nhưng mà với điều kiện nhỏ là mình cần phải có rất là nhiều bơm. Nên trong thời gian sắp tới mình sẽ AFK chỗ farm pháo, ôi gì farm Ripper lâu hơn để mình có thể thu gom được thật là nhiều thuốc súng á. Đồng thời thì gán tìm một cái sa mạc nào đó để lấy thật là nhiều cát về, để chúng ta làm những trái bơm và tiếp tục hành trình làm được cái đèn hiệu full netherite. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp á. Còn bây giờ thì bye bye.